như thể đối phó với nhiễm COVID-19 có triệu chứng là chưa đủ tồi tệ. Những người bị nhiễm COVID kéo dài đang phải đối mặt với những thay đổi trong suy nghĩ và tâm trạng của họ vài tháng sau khi nhiễm bệnh. Trong một đánh giá có hệ thống được công bố trên tạp chí Khoa học Thần kinh, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra thêm các triệu chứng thần kinh và tâm thần kinh thường liên quan đến COVID kéo dài. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ hơn 11.000 bệnh nhân trong 19 nghiên cứu có các triệu chứng trong ít nhất 3 tháng sau khi nhiễm COVID-19. Các nghiên cứu này được đưa vào tổng quan được công bố từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Mỗi nghiên cứu có quy mô đoàn hệ lớn hơn 50 bệnh nhân. Đã báo cáo tỷ lệ hiện mắc các triệu chứng thần kinh hoặc tâm thần kinh ở những bệnh nhân được xác nhận COVID và đã báo cáo tình trạng nhập viện của tất cả bệnh nhân COVID trong thời gian nhiễm trùng. Cấp tính. Các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này cũng điều tra xem các triệu chứng thần kinh, tâm thần kinh của COVID kéo dài có thể khác nhau như thế nào ở những bệnh nhân nhập viện và không nhập viện. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu sự khác biệt về các triệu chứng dựa trên việc bệnh nhân nhập viện có yêu cầu nhập viện ICU hay không. Các triệu chứng thần kinh được báo cáo trong bài đánh giá bao gồm mệt mỏi, sương mù não, các vấn đề về trí nhớ, rối loạn chú ý, đau cơ, anosmia, mất khứu giác, rối loạn chức năng, suy giảm vị giác và đau đầu. Các triệu chứng tâm thần kinh bao gồm rối loạn giấc ngủ, lo lắng và trầm cảm. Mệt mỏi và sương mù não là một trong những triệu chứng thần kinh phổ biến nhất, rối loạn giấc ngủ, sau đó là lo lắng trong số các bệnh tâm thần kinh phổ biến nhất. Các triệu chứng phổ biến hơn trong giai đoạn cấp tính của nhiễm trùng, đau đầu và khứu giác và vị giác bị thay đổi, không được tìm thấy là các triệu chứng chính của COVID dài trong phân tích này, cho thấy chúng thường tự khỏi. Các nhà điều tra đã tìm thấy một số xu hướng trong số dữ liệu ở những bệnh nhân COVID kéo dài. Một bệnh nhân báo cáo nhiều triệu chứng thần kinh, tâm thần kinh hơn với thời gian theo dõi lâu hơn. Điều này cho thấy rằng một số triệu chứng có thể phát triển lần đầu tiên vài tháng sau khi nhiễm trùng, thay vì vẫn tồn tại từ lần nhiễm trùng ban đầu. Đây là trường hợp đặc biệt đối với các triệu chứng lo lắng, trầm cảm, sương mù não, mệt mỏi và mất ngủ. 2. So với những bệnh nhân không nhập viện. Những người nhập viện có nhiều khả năng báo cáo các vấn đề về trí nhớ dưới dạng các triệu chứng. Tuy nhiên, ngoài triệu chứng này, việc nhập viện không liên quan đến việc gia tăng tần suất các triệu chứng thần kinh khác. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng phát hiện này về các vấn đề trí nhớ ở bệnh nhân nhập viện có thể liên quan nhiều đến tuổi tác hơn là tình trạng nhập viện của họ. 3. Những bệnh nhân yêu cầu ICU có nhiều khả năng bị mệt mỏi, lo lắng, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ, chủ yếu là bệnh tâm thần kinh, do các triệu chứng COVID kéo dài của họ. Các tác giả lưu ý rằng những triệu chứng này cũng trùng lặp với hội chứng sau ICU, có thể dẫn đến đánh giá quá cao các triệu chứng tâm thần kinh liên quan đến COVID ở những bệnh nhân ICU này. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu của nghiên cứu đã xác định mệt mỏi, rối loạn chức năng nhận thức và rối loạn giấc ngủ là những đặc điểm chính của COVID kéo dài. Họ khuyến nghị điều tra thêm bằng cách sử dụng các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để phát triển các biện pháp can thiệp. Họ cũng khuyến nghị các nghiên cứu sâu hơn để xem liệu các thang điểm mức độ bệnh như thang điểm mức độ nghiêm trọng bệnh của WHO có thể dự đoán ai sẽ phát triển COVID kéo dài hay không. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.